Dự báo thời tiết hôm nay ngày 11 tháng 7, cả nước ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi. Hầu hết các tỉnh thành phố có thời tiết tốt, đêm có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 đến 12 độ vĩ Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên trong ngày và đêm hôm nay, 11 tháng 7, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ, và thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C. Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và có nơi trên 34 độ C. Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và có nơi trên 33 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.